Đến với bài 2 thì chúng ta tạo ra một cái thư mục mới nhá. Bài nào là code của bài đấy, chứ đừng đặt chung vào trong một thư mục, nó rất là dở, được chưa? Các bạn cứ duplicate cái, có nghĩa là nhân đôi cái thư mục hôm trước lên và chúng ta phát triển tiếp trên đấy, được chưa nhỉ? Rồi tiếp tục này. Hôm trước chúng ta đang dừng lại ở đoạn là các thẻ định dạng chữ viết, đúng không? Các bạn về làm bài tìm hiểu, tôi thấy là tương đối ổn. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chỉ nốt lại cho các bạn những cái thẻ nào mà sau này chúng ta hay dùng thôi, chứ không phải là chúng ta nốt hết, nó không mang ý nghĩa gì nhiều. Chỉ cần là nhớ những cái thẻ mà hay dùng thôi, sau này hay dùng thôi là được. Được chưa? Loại thẻ đầu tiên nào, loại thẻ đầu tiên là thẻ quy định về đoạn văn bản, thì là paragraph, đúng không? Thì chúng ta có thẻ P. Được chưa? Ở trong SolemnText, các bạn muốn viết một thẻ nào của HTML trong trang HTML ấy, chúng ta viết tên thẻ xong chúng ta tab. Được chưa? Đấy là cách viết nhanh. Viết tên thẻ xong tab một cái, nó sẽ tự động có thẻ đóng thẻ mở và viết text ở giữa. Được chưa? Ngoài ra chúng ta có thể sinh ra một đoạn text. Lưu ý này, đây tôi vừa dạy cách dùng tool luôn nhá. Chúng ta sinh ra được một cái đoạn text mà nó viết sẵn những một đoạn chữ của chúng ta rồi ấy. Chúng ta gõ chữ lorem. Thấy không? Lorem. Enter xuống nó ra một đoạn text dài ngoãng. Được chưa? Hả? Gì? Được chưa? Giờ chúng ta chạy cái đoạn code này. Được chưa? Đây thẻ P này, nó ra đầy đủ như này. Xong chưa? Tiếp theo đấy là loại thẻ đầu tiên. Loại thẻ thứ hai chúng ta cần phải lưu ý, đó là loại thẻ về thẻ các thẻ H. Thì chúng ta có thẻ từ H1 cho đến H6. Thì chúng ta xem kết quả của nó là như thế nào. H1 này, đây thẻ H1. Tôi sẽ có thêm thẻ H2. H2. Đến cuối dòng các bạn lưu ý cái phím tắt để chúng ta xuống cuối dòng á, thì dễ nhất là sử dụng phím End. Ở trong cái bàn phím của bạn kiểu gì có một cái phím Home và phím End. Bấm lên phím End. Thấy không? Chẹn. Làm điều chuyện không có, kiểu gì cũng có. Phím End, END ấy. End là kết thúc ấy. Được chưa? Thấy không? Được chưa? Phím End bấm vào đấy phát nó tự động đến cuối dòng của chúng ta Enter xuống dưới, được chưa? Được chưa nhỉ? Rồi. Tiếp theo tôi viết luôn thẻ H6. H6 ở đây, tôi chạy chúng ta sẽ nhìn thấy nó tác động như nào. Thẻ H1, H2, chấm 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 cho đến H6. Thì tác động của nó là cái gì? Màu gì này? Thứ nhất là nó in đậm. Đây, chữ H6 này chữ nó còn nhỏ hơn thẻ P đúng không? Nhưng các bạn sẽ nhìn nó đậm hơn. Được chưa? Ngoài ra nó còn là chữ kích, ảnh hưởng đến kích cỡ. Trước hết đầu tiên là in đậm, sau đó đến kích cỡ. Kích cỡ sẽ giảm dần từ H1 cho đến H6. Thậm chí H6 còn nhỏ hơn cả thẻ P. Được chưa? Đó là các thẻ H. Cái thẻ P ấy, để viết nội dung cho bài viết. Thẻ H là để viết tiêu đề. H là viết tắt của từ heading, là tiêu đề bài viết. Được chưa? Các cái tiêu đề ví dụ như tên bài viết, mỗi bài viết có một cái tiêu đề là cái title bài viết đúng không? Thì chúng ta nên để ở đấy là thẻ H1. Được chưa? Các cái phần ví dụ mà làm một bài văn, chúng ta có một cái đoạn tổng kết nhỏ nhỏ là ý 1 là như nào, ý 2 là như nào á, thì chúng ta có thể là viết ra thẻ H2 hoặc H3 đấy. Được chưa? Và lưu ý cho tôi này. Cái này nó sẽ tốt hơn cho các bạn sau này khi mà các bạn ra ngoài các bạn đi làm á, thì cái thẻ H trong một trang HTML nha, lưu ý, trong một trang HTML chỉ nên xuất hiện duy nhất một thẻ H1 thôi. Được chưa? Chỉ nên xuất hiện một thẻ H1 thôi. Bởi vì cái bọn Google ấy, nó sẽ đánh, hôm trước tôi nói rồi đúng không? Cái SEO ấy, bọn Google nó sẽ đánh tính điểm từng trang một. Thì một trang, một bài, một cái đoạn văn, một cái văn bản ấy, thì chỉ có một cái tiêu đề thôi. Không nên có hai cái. Được chưa? Các cái thẻ heading sau thì chúng ta để H2 hoặc H3 bao nhiêu tùy. Được chưa nhỉ? Một trang chỉ có một thẻ H1 thôi. Đó, đấy là cái quy định về thẻ H. Tiếp theo chúng ta có dạng thẻ in đậm. Là thẻ gì? Thẻ gì? Thẻ B. Ừ thì thẻ B trước đi. Thẻ B này. Lorem. Rồi. Được chưa? Thẻ B này là quy định về gì? In đậm chữ. Nhưng mà chữ này là in đậm trong văn bản. Nhớ cho chúng ta có hai ý nghĩa.
Một ý nghĩa là in đậm chữ, được chưa? Chỉ đơn giản là in đậm nó chẳng mang ý nghĩa gì cả. In đậm nó khác với nhấn mạnh, được chưa? Nó khác với nhấn mạnh đấy. Nhấn mạnh thì chúng ta sử dụng cái thẻ này, thẻ strong, nhấn mạnh một cái nội dung. Nhấn mạnh một nội dung nào đó thì chúng ta dùng thẻ strong, được chưa? Thực ra thì trông hiển thị nó chẳng khác gì nhau à, nhưng mà với người dùng á, với người dùng thì đúng là nó không khác gì nhau, nhưng mà với máy thì nó khác đấy. Các bạn chờ một chút nhé. Ai gọi? Alo. Shop 24 giờ. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi. Ok. Rồi. Ok. Rồi. Ok, cảm ơn bạn. Rồi, ok. Đấy chứ nhỉ? Với con người mắt nhìn vào chẳng thấy nó khác gì nhau. Nhưng mà với máy tính á, với Google á, nó dùng robot để nó check mà. Cho nên là những cái này nó sẽ khác nhau và có điểm index khác nhau. Được chưa? Đoạn nào cần bôi đậm thì chúng ta để ý là bôi đậm thôi, còn đoạn nào được nhấn mạnh nội dung thì chúng ta mới dùng thẻ strong. Được chưa? Và tất nhiên cái loại thẻ của chúng ta đang sử dụng là thẻ B và thẻ strong thì nó là dạng thẻ về quy định về dạng text là gì? Inline. Được chưa? Hết dòng này, hết cái nội dung của thẻ trước thì nó nối liền luôn nội dung thẻ sau vào chứ nó không phải số dòng. Được chưa? Đó. Thì tôi tiện đây tôi giới thiệu luôn thẻ BR. Cái này là viết tắt của thẻ break line, là xuống dòng. Được chưa? Vừa dạy ngôn ngữ lập trình, vừa dạy tiếng Anh luôn. Được chưa? Break line, break là vỡ, line là dòng, xuống dòng. Vỡ dòng. Tiếp tục. Chúng ta có thẻ HR. Thẻ HR là đây. Kẻ ngang của văn bản. Được chưa? Thẻ kẻ ngang. Chúng ta có thẻ tiếp theo là thẻ gạch dưới. Chữ, vẫn viết chữ nhưng mà chữ được gạch dưới. Chúng ta có thẻ là U. Thẻ U. Tất cả các text của chúng ta đều được gạch dưới. Được chưa nhỉ? Yeah. Tiếp theo chúng ta có thẻ là những cái thẻ hay dùng nhá, tôi không viết hết tất cả các thẻ dạng text đâu, được chưa? Chúng ta có thẻ gì nữa nhỉ? Thẻ I là viết của từ italic. Là chữ in nghiêng. Được chưa? Chúng ta có một thẻ loại thẻ in nghiêng nữa. Đó là thẻ em. Nó cũng in nghiêng. Được chưa? Cái này, hai cái này tôi không nhớ lắm là cái nào được đánh điểm cao hơn, nhưng mà hình như là người ta dùng hay dùng với phần trích dẫn thì là với thẻ em, còn nội dung cần in nghiêng là thẻ i. Nội dung text là thẻ i. Để tôi break line xuống. Rồi. Còn thẻ gì nữa nhỉ? Thẻ gì theo các bạn cần, thẻ gì cần thiết nữa? Mark á? Không, cái đấy tôi chưa bao giờ dùng. Trong 4 năm làm việc chưa bao giờ dùng luôn. Thẻ gì? Hả? Thẻ gì? Small cũng chưa bao giờ dùng luôn. Tôi bảo mà text nó không dùng nhiều đâu. Đi nữa. Thẻ code. Code, những cái trang kiểu dạng tutorial
thì hay dùng. Ô, sao lắm người gọi mình này? Bây giờ chúng ta có thể code. Đấy chưa? Chúng ta có ví dụ va y bằng 500. Đúng vậy. Nhìn thấy code không? Cái phông chữ nó khác đúng không? Nó giống như kiểu phông chữ trong lập trình. Thành phần này thôi gọi được cho tôi đi nghe máy nhé. Dạ. Vâng. Hình như em mai em 9 giờ chị ơi. Còn anh Quang chị ạ. Vâng. Vâng, vâng, vâng. Thế nhá, chào chị. Xếp lịch đi coi thi. Được chưa nhỉ? Thẻ code thì cái text của chúng ta nó sẽ ra sang dạng kiểu gần giống như kiểu là text ở trong các cái tool lập trình. Đúng không? Nó khá là cứng. Chữ ngắn. Được chưa nhỉ? Còn thẻ gì nữa nhẹ để nhớ coi. Đã bảo Mac không dùng mà lại A không phải là thẻ dạng chữ nhá. A là thẻ dạng hyperlink, thẻ siêu liên kết. Để tôi nhớ coi là còn cái thẻ gì. À, đúng rồi. Có thẻ này. Thẻ là thẻ span. Span. Thẻ span. Chúng ta cứ ngó trước nhá, xong rồi đoán xem nó có tác dụng gì. Tôi đảm bảo lớp này chẳng có ai đoán được ngoài tôi. Đây, span với cái này. Khác gì nhau? Chẳng khác gì nhau. Thế bây giờ tôi tiếp nhá. Ở ngoài thẻ span này. Nó khác, chữ ở đây nó có khác gì nhau? Chẳng khác gì. Nó là dạng, cái thẻ span ấy là thẻ quy định cho text bình thường. Thẻ quy định cho một cái đoạn text bình thường. Nhớ nhá, đoạn text bình thường. Không khác thì chúng ta viết thẳng text vào trong trang HTML. Thế tại sao lại phải có nó? Đúng không? Anh nghĩ tại sao người ta sinh ra cái thẻ này chứ? Thế bây giờ thử nhá. Nếu mà chúng ta muốn text ở trong cái đoạn chữ, cái chữ thiện TH này nó bôi màu đỏ thì làm nào? Chuyển sang màu đỏ làm nào? Có trong span đâu? Text này không bôi đỏ được. Được chưa? Nhưng mà nếu mà trong thẻ span này chúng ta hoàn toàn có thể thêm cái thuộc tính. Đây là thuộc tính đến bài ngày mai sau khi dạy hết tất cả các một lượt cái HTML tôi sẽ giảng thêm các bạn về cái thuộc tính, được chưa? Thì là chúng ta có thể thêm thuộc tính style color 2.red. Được chưa? Chúng ta xem. Sao màu đỏ chứ? Được chưa? Chữ ở trong sẽ màu đỏ. Đó. Thì chúng ta phải bao cái đoạn code, đoạn text nào đấy chúng ta muốn quy định về cách hiển thị của nó vào trong một cái thẻ nào đấy chúng ta mới tiến hành là style nó được. Còn nếu không, chúng ta không style được. Được chưa? Thực tế ra là cái text này hoàn toàn thể style được bởi vì nó đang nằm trong thẻ gì? Thẻ body. Cho nên chúng ta hoàn toàn thể style được nó, nhưng mà nếu mà để như vậy thì tất cả text ở trong cái body này đều chuyển sang màu đỏ hết. Như vậy thì không ổn. Đúng không? Đấy là cái tác dụng của thẻ span. Thẻ span này còn được dùng nhiều hơn cái thẻ mark của các bạn nhé. Span tôi dùng liên tục. Được chưa? Dùng liên tục luôn. Span. Quy định là một đoạn text bình thường. Nhưng mà chúng ta gom nó vào trong một cái thẻ. Để sau này chúng ta dễ dàng style hơn. Được chưa nhỉ? Tiếp tục này. Có theo kịp không? Nếu mà nhanh quá thì phải bảo nhá. Rồi, ok. Tưởng các bạn tìm hiểu hết rồi. Rồi, tiếp tục này. Không kìa. Gõ lò rèm ra tab một phát. Hoặc là nếu mà muốn cái đoạn này của mình có mấy bao nhiêu từ ấy, gõ số ra, lò rèm xong viết số tab phát là xong. Được chưa? Tiếp tục thẻ tiếp nhá. Tôi cứ phải BR vào đây đã. Chúng ta có thẻ tiếp theo là thẻ label. Thẻ label. Label. Label là cái gì? Dịch sang tiếng Việt, tiếng Anh dịch sang tiếng Việt là cái gì?
Ở đây ai giỏi tiếng Anh nhất? Rồi, label là gì? Lan Anh là bạn nào? Lan Anh đâu? Label nghĩa gì? Nhãn, đúng rồi. Tại sao lại có một cái thẻ tên là nhãn nhỉ? Đang mua nhãn ấy. Đúng không? Rồi chúng ta xem output nhá. Nhìn có khác gì text bình thường không? Không. Chẳng nhẽ nó lại tác dụng lại giống như thẻ spam. Đúng không? Không phải. Cái thẻ label này đấy. Các bạn lưu ý cho mình, cái thẻ label này nó hay dùng đi kèm với các cái phần tử nằm trong thẻ form nhiều hơn. Thẻ label này nó hay nằm trong thẻ form, thấy chưa? Nhưng mà tôi vẫn phải giới thiệu chúng ta. Ví dụ như này. Đây chúng ta có một cái input type bằng radio, name bằng gender, value bằng 1. Nào thôi được rồi, trật tự nào. Đây là mail này. Value bằng 2. Đây là female này. Đây là cái đây là gender. Nhìn thấy thấy quen không? Trong các cái form để chúng ta đăng ký cái gì đấy hoặc là cập nhật thông tin cá nhân thì hay có dạng là chọn một trong hai đúng không? Hoặc là nam hoặc là nữ. Giới tính mà, cho nên là không thể chọn cả nam cả nữ được. Đúng không? Chỉ được chọn một trong hai thôi. Thì cái thẻ input type bằng radio này tôi sẽ dạy các bạn sau. Đến cái đoạn các cái thẻ nằm trong form tôi sẽ dạy các bạn, được chưa? Nhưng ở đây chúng ta chỉ cần biết là chúng ta có thể chọn một trong hai thôi, đúng không? Được chưa? Chọn một trong hai. Xong rồi. Thế bây giờ nếu mà chúng ta muốn chọn một cái gì đấy, một trong hai thằng này, chúng ta phải dí tít vào trong cái ô này. Ô này có to không? Cái này là to rồi. Đúng không? Thực ra nó không to, cái này nó bé. Cái diện tích để kích vào nó rất là nhỏ, đúng không? Bây giờ này, chúng ta cập nhật cái male và female rồi. Mail. Chúng ta có một cái input, chúng ta thêm một cái thuộc tính là ID bằng mail vào. Theo chúng ta có cái label for mail. Được chưa? Ngó cái. Bây giờ kích vào chữ này, nó không ảnh hưởng gì đúng không? Nhưng mà với cái label này, thấy không? Kích vào đây này, kích vào chữ này, thấy không? Tác dụng của label là cái đấy. Là dí vào cái chữ đấy thì nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ tương đương với việc chúng ta kích chuột vào trong cái thẻ mà chúng ta mà nó có cái form. Đây, cái này form mail đúng không? Thì cái thẻ input kia cũng là form mail. ID bằng mail thì là tương đương việc kích vào mail thì tương đương kích vào mail, cái label mail này tương đương việc chúng ta kích vào cái thẻ input có ID là mail. Được chưa? Đấy là tác động của cái thẻ label. Một việc làm rất là nhỏ thôi nhưng mà nó giúp ích rất là nhiều. Thứ nhất là tăng cái diện tích người dùng có thể tương tác với hệ thống lên. Được chưa? Cái thứ hai là nó sẽ giúp cho người dùng bớt khó chịu đi. Bởi vì với một cái giao diện nhỏ xíu, các bạn phải dí tít chuột vào một cái ô nhỏ nhỏ ấy. Đây là cái radio button còn to đấy nhá. Tí nữa chúng ta có loại checkbox của bé tí. Đó. Kích vào rất là khó chịu, đúng không? Mà cái gì làm người dùng khó chịu? Ví dụ chúng ta ăn một món gì không thấy ngon thì chúng ta muốn ăn được không? Không. Như vậy người dùng sẽ bỏ đi, bỏ phải đồng mình, đúng không? Thì khái niệm này giúp cho người dùng cảm thấy dễ chịu hơn khi sử dụng mắt. Thì người ta gọi khái niệm là khái niệm về UX. UX là viết tắt của User Experience. Kinh nghiệm người dùng. Khi mà chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta sẽ làm một cái giao diện làm để khiến cho người dùng cảm thấy sướng hơn. Thì để phần nào, để có lúc nào có thời gian tôi sẽ nói chuyện với các bạn về cái UX này như thế nào. Được chưa nhỉ? Đấy là tác động của thẻ label. Còn muốn tìm hiểu thẻ gì nữa không? Đây là những cái thẻ hay được dùng nhất. Hết rồi đấy. Chúng ta ngó qua một lượt. Tôi sẽ đẩy code lên trên kia để các bạn có thể tiện theo dõi. Các bạn lên GitHub của tôi ấy, xong vào cái K31B2. Đây. GitHub.
com sược kiện th sược kiện th này, xong vào cái phần repository này có k31b2 đúng không, bấm vào đây nó sẽ có cái thư mục l02 đẩy lên 25 giây trước này, bảo index ra thì sẽ là cái nội dung mà tôi vừa viết ra. Cái tôi gửi cho các bạn ở trong cái group lớp rồi đấy. Được chưa? Ngâm đi xem có phần nào không hiểu thì phải bảo nói lại. Ngó đây xem có gì cần hỏi hỏi luôn nhá. Xong rồi sang cái thẻ tiếp theo. Chưa? Label đây này. Lưu ý này. Cái lấy thẻ label này nó quy định về text bình thường nhá. Được chưa? Nhưng mà chúng ta có cái label nó có thuộc tính là for này. Thấy không? Thuộc tính là for. Được chưa? Cái for này nó sẽ ứng với một cái ID của một element nào đấy trên giao diện. Element tức là một cái thẻ nào đấy. Được chưa? Chúng ta có thẻ input ID bằng mail này tương đương với cái for ID mail này đúng không? Thì khi nó chúng ta ra ngoài giao diện rồi ấy, thì cái này là cái hình ô tròn đúng không? Được chưa? Thì chúng ta bấm vào cái chữ mail ở bên cạnh, tức là cái thẻ label, bấm vào cái thẻ label đấy tương đương với chúng ta bấm vào cái thẻ input này. Được chưa? Tác động của nó chỉ là vậy thôi. Tiếp nha. Chúng ta đến với loại thẻ thứ hai là loại thẻ hyperlink. Siêu liên kết. Thì chúng ta chạy lên đầu. Chúng ta viết cho tôi đây là thẻ hyperlink. Thì chúng ta sẽ có thẻ A. Có cái thuộc tính href này. Được chưa? Cho href sang là list .html. Được chưa? Link sang list.html. Ở đây là list
list start. Được chưa? A à, tab làm cái. Không quá. Được chưa nhỉ? Bây giờ các bạn tạo tôi một cái file trong cùng thư mục nhé. Tạo ra một cái file trong cùng thư mục tên là list.html. Tạo ra đi. Tạo ra file list.html. Đó, đừng bảo với tôi là không biết tạo file nữa nhá. Cứ đánh thôi đấy. Được chưa? Rồi, trong này chúng ta code HTML như bình thường và ở dưới này chúng ta có một cái thẻ A nữa. Thẻ A nữa bằng index.html. Đây là về trang index này. Back to index. Rồi. Hiểu rồi. Quá. Được chưa? Tiếp tục này, bây giờ chúng ta ra ngoài chúng ta reload đi. Ra ngoài chúng ta reload thì chúng ta nhìn thấy cũng một cái thẻ, thẻ trên này nó có cái chân list start đúng không? Hover chuột nó ra hình bàn tay. Đúng chưa? Các bạn nhìn góc phía dưới. Thấy không? Góc dưới này này. Nó sẽ là cái file đẩy sang l02-list.html đúng không? Được chưa? Bấm vào. Thấy sang list.html chưa? Back vào. Thấy không? Lại về trang chủ. Được chưa? Bấm lại sang bên kia. Bấm đây lại về trang kia. Được chưa nhỉ? Thẻ, thẻ hyperlink này nó sẽ giúp cho cái project của mình á, là cái project của mình có thể truy cập được vào các file khác nhau trong cùng hệ thống. Được chưa? Hay thậm chí các bạn viết thẳng cái text, thẳng cái trang là http hai chấm sược sược, có nghĩa là các bạn đi copy, ví dụ các bạn muốn link vào Google nhá, google.com đó, ví dụ các bạn muốn về trang này đúng không, copy cái đường dẫn này, các bạn paste vào đây, paste vào trong href này, muốn cái đường dẫn của chúng ta chuyển đi đâu, cái đường dẫn trên này này truy cập đi đâu
thì chúng ta kích vào đấy, thấy không? Sang Google chưa? Đấy, người ta gọi là cái thẻ hyperlink hay là thẻ siêu liên kết. Gọi là hyperlink nhưng thực ra nó là thẻ A, được chưa? Thì là chúng ta có thể link giữa các cái trang HTML với nhau bình thường. Hiểu thẻ hyperlink chưa? Nhớ hai thằng này đang cùng level, tức là cùng trong một thư mục. Thấy chưa nhỉ? Chúng ta test xem có được không, xem có bạn nào gặp lỗi không thì bảo mình. Đấy, xuống mình support. Link sang xem nào. Luân chuyển giữa các cái file. Đây nó chạy là AAA đúng không? AAA đúng không? Không có thể AAA ở đây đúng không? Như thế không có tác xin đâu. Tôi xin bước này. Bằng cái đầu đi 1,2 2,5 thì mở rồi. Sao lại thẻ AAA làm gì này? Không cách gì đâu. Chưa thẻ AAA không cách gì đâu. Index vào đây à? Index vào đây, link to index. Index. Thế rồi. Đó, cái này cho cái nói xếp bạn xếp luôn. Đó, cái này
vẫn tranh thủ để Facebook được cơ mà. Đấy chưa? Đấy, đây. Bây giờ mình link về tách về kia, sang kia. Thì có thể là biết. Biết vào trong này, trong index của mình, biết hát được một lời 8 này. Rồi sau này mình biết một cái A nữa. Đúng rồi, link về test cho HTML. Đọc hát chụp hát bây giờ cái này. Test chụp hát HTML. Bảo sao biết cái thân ạ? Nào. Đến lúc cuộc sau anh xếp chửi của Thinh ơn rồi cái gì vào đây file này là file index rồi là file của index gì nữa xếp xuống rồi ra ngoài trình duyệt tab an tab ra an tab rồi mình tắt cho một cái an tab an tab đây này. Giữ cái này thôi, món này, món này, món này, đây này, món này, có nhìn thấy không? Ngón cái, như đấy, đúng rồi, đấy, được chưa? Ngón xô nào, đúng rồi, sống đấy, rồi sống cái kia, được chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chửi cho mọi người nhớ được câu hay cái chân của con này. Chưa phải là tôi nói chưa phải là không có lý do cơ cứ tẩn thật thế này. Opening browser. Đấy, bấm vào đây. Đây link xong cái này nhau, một bình thân này đúng không? Giờ giờ làm nào link cũng được rồi, để chắc đi kia được rồi. Nhất sửa nội dung của máy này là link. Đấy. Làm sao để ai cứ yêu cầu cho máy này. Làm nào? Chắc làm nào chưa làm vậy? Chắc bên kia nó biết trả gì? Đấy! Nào, nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhanh nhớ cho lên! Rồi, bây giờ chạy qua này.
nhưng mà trong này không có file nào kia đấy cả, nên nó không nhìn thấy bảo bên kia đẩy cái đấy chạm cái file đấy muốn chạm cái trang nào đấy cái file không tên chạm nào đấy biết phải tập file biết rõ đang ở lead đúng không? Thì khi mà các bạn bấm vào đây, ở trong đấy tôi viết là cái google.com đúng không? Thì khi mà bấm vào đấy tương đương với việc các bạn thay đổi cái đường dẫn ở trên trình duyệt này này sang cái đường dẫn mới, thì nó sẽ là chạy một cái truy cập vào cái trang đấy luôn. Được chưa? Ví dụ như tôi đổi lại lúc nãy, tôi đổi lại ở đây tôi để là cái để index đi đúng không? Pilot này. Chúng ta nhìn thấy nó đẩy sang đâu? Sang trang index đúng không? Cái trang này nó có trong project của tôi không? Không cái gì mà không, không cái gì mà không. Đây thầy. Được chưa? Được chưa? Nó có thì nó mới sang được. Còn nếu mà đây giờ tôi viết index 1 vào đây, có file nào tên là index 1 không? Không có thì nó sẽ báo lỗi. Lỗi này. Thấy không? Nó báo ra file not found, là không tìm thấy cái file mà mình cần tìm. Được chưa? Trong project mình đâu có đâu. Hiểu chưa? Có bạn nào thắc mắc gì không? Đó, có mỗi vậy thôi. Là cái thẻ này nó sẽ giúp chúng ta là nào nghe. Cái thẻ A này này, hay còn gọi thẻ hyperlink, thì nó sẽ giúp chúng ta là thay đổi cái giao diện từ hiển thị trang này sang hiển thị trang khác. Được chưa?
Nhớ nhá. Đấy là cái thẻ tiếp theo chúng ta vừa mới học là thẻ hyperlink sau cái thẻ A. À sau cái thẻ các thẻ về tích. Được chưa? Chúng ta sẽ tiếp đến cái thẻ phần tiếp theo chúng ta cần phải học, đó là thẻ danh sách. Thẻ danh sách. Được chưa? Tiếp theo này, tôi sẽ cho các bạn 5 phút để đọc cho tôi về các thẻ sau. Đầu thẻ đầu tiên là thẻ OL LI. Đây là hai thẻ khác nhau nhá. Tổ hợp thẻ OL LI. Tổ hợp tiếp theo UL LI. Tổ hợp thứ ba là tổ hợp DL DT và DD. Đọc cho tôi về ba cái tổ hợp này. Sau đó tôi cho phép các bạn hỏi. DL, DT và DD. Tìm hiểu hai cái trên trước, cái cuối cùng sau. Đọc đi.
nước ngắn hạn. Xong chưa? Rồi, tiếp tục này. Đầu tiên chúng ta có thẻ OL. Thẻ OL là thẻ gì? Thẻ danh sách gì? Ở đây ba thẻ này thẻ nào trở là danh sách? À, thế còn nghe được. Danh sách có thứ tự. Cái này là viết cái chữ OL này là từ cái tên thẻ đúng không? Tên thẻ là thẻ OL. Thì cái thẻ này là viết tắt của từ là order list. List là danh sách, order là có sắp xếp. Được chưa? Danh sách có sắp xếp. Còn li này là viết tắt của từ list item. Là phần tử. Phần tử trong danh sách. Được chưa? Cú pháp của nó sẽ là OL. Và các thẻ nằm trong là li. Được chưa? Cú pháp nó như sau, OL này. Các thẻ LI nằm trong. Bây giờ chúng ta xem output nhá. Gì vậy? Đây là list. Thấy không? Nó sinh tự sinh cho chúng ta một cái 2, 1, 2, 3, 4, 5. Các thẻ LI sẽ xuống được tự động và xuống dòng. Được chưa? Đấy là thẻ LI. OL LI. Tất nhiên chúng ta hoàn toàn có thể là thay đổi cái kiểu hiển thị. Nó tự đánh số nhé các bạn, để ý nó tự đánh số này. Rồi chúng ta có thể thay đổi cái này thành dạng ABC, DEF. Bao nhiêu dòng là bằng đấy ký tự. Hoặc là theo kiểu số La Mã. Ví dụ chúng ta chuyển sang số La Mã Thai bằng chữ y dài y y viết hoa thì nó tự động sang số La Mã, thấy không? Thế là tôi chuyển cái y này chuyển sang chữ a nhỏ chẳng hạn, chữ a nhỏ chẳng hạn nó thành ABCDEF, nó tự đánh số, chúng ta không phải làm gì thêm. Được chưa? Đấy là cái hay ở trong HTML. Tiếp theo nếu tôi muốn giữ cái này, tôi muốn chuyển cái này thành số La Mã này. Sau đó ở trong này LI tôi vẫn có một cái Lorem gì gì đấy. Trong cái thẻ LI này tôi hoàn toàn có thể đặt thêm những cái thẻ OL khác. Ví dụ như kiểu là có type bằng 1 đi 3. Được chưa? Bây giờ nó sẽ hiển thị như này. Các item nằm trong một cái item lớn hơn. Chúng ta có thể là có các cái level. Đây là các cái level này, level ngoài cùng này, level con này, đúng không? Chúng ta có thể là có những cái level cháu chắc chút chít chụt chịt gì đấy, bao nhiêu cũng được. Khả năng mở rộng của nó gần như là vô hạn. Chẳng qua có nghĩ được ra để mà viết vào không. Được chưa? Đây là cách dùng và cách biến thể của nó. Xong thẻ OL. Tiếp theo thẻ ULLI là gì? Thẻ gì? Danh sách không có thứ tự. Đó. Cái này là viết của từ unordered list. Unordered list và li là list item. Được chưa? Thì chúng ta có thể thay cái này có
copy lại cái này, paste xuống dưới dưới, nhưng thay chữ OL thành chữ UL, bỏ cái type đi, type thì chúng ta xử lý sau. Được chưa? Bây giờ xem output nhá. Unorder list thì nó là mặc định nó sẽ là cái dấu chấm tròn này. Được chưa? Nếu mà level ở trong thì tự động nó chuyển sang dạng là dấu tròn nhưng mà không có tâm. Thêm cái biết. Thích thì trong nữa. Không, nó chỉ có đến một cái giới hạn nào đấy thôi, chứ nó không thể nào mà có mãi mãi được. Không có tam giác rồi. Được chưa? Đến tam, đến cái hình chữ nhật là bé nhất rồi, không có thể hơn được nữa. Tự động nó sẽ chuyển sang thôi. Được chưa? Đó, đấy là cái ULLI. Được chưa nhỉ? Tất nhiên chúng ta hoàn toàn có thể luân chuyển được cái cách hiển thị này. Chúng ta cũng có một cái là type bằng square là hình chữ nhật, là hình vuông, thấy không? Chủ động đặt cho cái hình là cái gì, là square. Chúng ta có thể chủ động đặt cho nó thành là cái hình tròn ngoài cùng luôn, cái hình tròn không tâm ấy, thì là dis. Dis là viết tắt của từ chữ dis, cái đĩa, đúng không? Cái đĩa ở đây là cái hình này, quên, xin lỗi các bạn, là hình tròn. Cái hình mà không tâm ấy là circle. Được chưa? Circle có 3 loại thôi. Thay nó có 3 loại thôi. Được chưa? Bây giờ các bạn thực hành cho tôi. Tạo ra một cái danh sách kiểu gì ạ? Đầu tiên là cái một là square, hai thì ở trong này sẽ có các cái hình như này, hai là dis, hai là hình tròn có tâm đấy. Ba là cái circle thì nó sẽ là cái hình tròn không có tâm, tách ở trong. Làm luôn phần hai. Thank you.
SMS. Lầu thê xong chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ba đốt nhạc xong mấy cái giờ đến 10 phút đó mà nốt phải mở con mắt hơn rồi. Sau lớp này nhanh vậy. Đấy. Ồ, chết rồi. Chưa nha. Từ từ đến bao giờ? Chưa bài tập này. Chúng ta có thể xây dựng đầu tiên ấy, làm thì cứ làm từ ngoài vào trong. Đầu tiên phải xây dựng được cái 1 2 3 này, chúng ta làm trước. Được chưa? Chúng ta sẽ có cái OL. OL cái take đầu tiên là cái gì? Square tie. Tiếp theo là cái gì? Beast tie. Cuối cùng là circle tie. Xong. Thế ở trong phần này cần yêu cầu là những cái UL ba cái đúng không? Ba cái UL nào đấy. Enter xuống. Trong này chúng ta vẽ ra ba cái U, một cái UL và một cái LI. Trong này tôi viết là Lorem. Duplicate lên. Thằng này nó sẽ có tie. Tie bằng square. Xong. Duplicate thằng này lên. Tôi vứt vào đây. Thằng này có tie là this. Thằng cuối cùng có tie là bằng circle. Gì? Copy hết. Copy hết một cục này vứt vào. Hoặc nếu muốn duplicate một đoạn nào đấy hoặc một dòng nào đấy, nếu duplicate một dòng thì chẳng hạn các bạn Ctrl Shift D. Tự nó nhân lên, hoặc là nếu muốn duplicate nguyên một cục này
thì chúng ta bôi đen bằng Ctrl Shift D. Rồi. Refresh, chữa bài tập. Đúng chưa? Dễ không? Có đúng là ba nốt nhạc không? Đâu đấy nào không dễ? Giơ tay à? Vì sao không dễ? Có chịu ghi chép gì đâu mà dễ. Thực ra cái này chẳng qua chỉ là ngó lại xem là cái dùng cái nào dùng nó sinh ra 1, 2, 3, cái nào sinh ra cái hình vuông, cái nào sinh ra cái hình tròn, cái nào sinh ra cái hình không có tâm, thế thôi. Chứ có cái gì gọi là kinh không? Được chứ nhỉ? Tiếp theo loại thẻ, tiếp theo của chúng ta là loại thẻ D, L, D, T và D, D. Loại thẻ này là cái gì? Ngủ quá. Danh sách mô tả thì nó là viết tắt của các từ là tôi chuyển đến tiếng Anh. A description list. DT là description term. DD là description detail phải. Nếu tôi nhớ không nhầm. Chi tiết. Thì chúng ta sẽ có dạng như sau. Đầu tiên để quy định nó là một cái danh sách, chúng ta phải có thẻ DL. Được chưa? Phải có một thẻ DL. Tạm thời tôi comment cái thẻ DT vào đó nhá. Chúng ta có thẻ DD này, các bạn xem DD nhá. Bây giờ một cái này, 2, 3, 4 này. Tôi cứ để đây 1. Đây là 2. Đây là 3. Đây là 4 này. Cho ngó nhá. Thấy không? Nó thụt vào so với cái lề. Nếu mà để bình thường nhá, text bình thường này. Đây là text bình thường nhá. Bạn xem text bình thường nó ở đâu? Nó ở sát ngoài lề đúng không? Nhưng mà đây là của chúng ta là cái danh sách. Ví dụ giống như kiểu chúng ta viết văn ấy, thì là một cái ý nào đấy thì chúng ta sẽ viết thụt vào trong một chút đúng không? Được chưa? Thì ở đây nó cũng viết thụt vào trong một đoạn. Đó. Thì nó sẽ dùng cái danh sách là DL và DD để tụt vào trong. Được chưa? Đấy là cái tác dụng của DL và DD. Cái thằng này nó không có dấu hiệu gì cả, chẳng qua nó chỉ là đơn giản là tụt vào trong. Nó không có kiểu là dạng là các ký tự như kiểu là 1, 2, 3, 4 hay là các cái hình tròn, hình vuông, nó không có. Mà nó chỉ có tác dụng là tụt vào trong một tí thôi. Chúng rồi còn chúng ta muốn quy định thêm cái gì nữa, text tiếp hoặc là ký tự ở mở đầu hay cái gì kệ chúng ta. Được chưa? Sau đó chúng ta có thêm cái thẻ là thẻ DT. Chúng ta xem cái DT nó hiển thị cái gì nhá. Ví dụ tôi viết ở dòng thứ ở đây đi. Viết DT này. Nó ngang hàng với DD đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có là lorem 5. Được chưa? Ở giữa cái danh sách chúng ta vẫn thòi ra ngoài. Vẫn có thể thòi ra ngoài một đoạn. Là cái này là term, tức là cái một cái ý mới để ngắt cái danh sách kia ra. Được chưa? Đấy là cái tổ hợp thẻ DL, DT, DD. Đó, sau này thì lựa dùng cái nào dùng. Sau này chúng ta sẽ phải làm việc rất là nhiều với UL, OL, UL, LI, cực kỳ nhiều. Làm việc cực kỳ nhiều với nó luôn, bởi vì nó sẽ liên quan đến việc là làm menu website. Thì chúng ta sẽ làm bằng cái thẻ UL, LI rất nhiều. Được chưa nhỉ? Có ai thắc mắc gì không? Rồi, đây là cái danh sách về cái phần nội dung về cái danh sách. Được chưa nhỉ? Chúng ta đến phần mới. Đó là về media. Ví dụ chúng ta để A thẻ A là media.html. Đây là media. Chúng ta tạo một file mới tên là media.html. Từ lead này sang media đúng không?
trong đây là media tag reload sang media của tôi viết sai chính tả media tag này lít nào đây à cái này à đây à ủa cái này mà phải xem lại đây à đây nhá chưa biết tiếng Việt à được chưa xem nó là cái gì nhá đây hover à thấy chưa nó chẳng qua chỉ là hiển thị cái text ở ngay phía dưới con trỏ chuột vậy thôi sao cái gì hỗ trợ tiếng Việt media là thuộc dạng tài nguyên hình ảnh âm thanh video đấy là những cái thẻ về media được chưa chuyển được chưa gì mà lâu đấy tiếp nhá không đi mà kinh vậy từ từ thì về nhà mà học ở đây tôi không có chuyện từ từ đâu công từ từ là công kéo tụt toàn bộ những cái người còn lại lại vậy thôi xong chưa tiếp tục về media chúng ta sẽ làm xử lý về ảnh trước thẻ ảnh trước thì với ảnh chúng ta có thẻ là thẻ img chưa? Để hiển thị một cái ảnh chúng ta có thẻ img bởi vì cái thẻ img nó không chứa cái nội dung gì phía trong cho nên chúng ta có thể đóng thẻ ngay lập tức ở đoạn phần cuối này đóng thẻ luôn chưa? Trong thẻ img nó sẽ có cái thuộc tính là src đây là cái đường dẫn đưa chúng ta đến cái ảnh hoặc là tải cái ảnh về hiển thị ở cái vị trí của thẻ img này ví dụ tôi hiển thị luôn ông Doãn Chí Bình chúng ta viết luôn tên ảnh đây tên ảnh là doãn gạch ngang trí gạch ngang bình chấm jpg đúng không doãn trí bình chấm jpg được chưa các bạn theo dõi đấy nha từ từ code theo nhá chủ yếu nắm được cái ý tưởng và cái logic của nó ấy. Còn về nhà đã có video rồi các bạn có thể xem lại reload này bấm media ra ảnh chưa? Đấy chứ nhỉ? Bây giờ nếu mà chúng ta hoàn toàn có thể lấy một đây là ảnh nằm ảnh nằm ở project của mình đúng không? Rồi bây giờ chúng ta lấy một cái ảnh từ cộng đồng mạng ví dụ ảnh Coco thần điêu đại hiệp à đâu ở thần điêu đại hiệp Coco đấy không có luôn mà quan trọng là mình thích chôn rồi đây rồi có rồi đây là cái đường dẫn nhá cái đường dẫn các bạn có thể vào web các bạn gõ lại cái đường dẫn này nó hiển thị cái ảnh này thì chúng ta có thể copy cái đường dẫn này b vào đây thay vào cái src này cũng hiển thị được ảnh xếp xuống chúng ta ra ngoài này chúng ta reload trang được chưa đấy là chèn một cái ảnh từ những cái trang ngoài vào trang web của mình
thì chúng ta lấy link vứt vào trong cái src để hiển thị. Thế nhỉ? Dùng cách nào cũng được. Tuy nhiên, nãy giờ chúng ta có hai cách đúng không? Một cách là lấy ảnh từ trong project của mình, có cách thứ hai là lấy ảnh từ cộng đồng mạng đúng không? Nhưng mà bây giờ tôi thử ngắt mạng phát. Ngắt mạng phát. Chúng ta ra ngoài này, chúng ta reload. Ảnh nó bị cách rồi. Tèo luôn ảnh. Đúng không? Tèo luôn ảnh. Thế vậy thì sao? Giờ sao? Làm lại cái gì, bật lại cái gì? Server của mình lên ảnh lên ở một cái chỗ khác, nó tèo phát thì là chúng ta ở trong hệ thống của chúng ta cũng mất cái ảnh đi luôn. Được chưa? Tốt nhất là tải về và đặt trong project của mình, đưa cái đường dẫn của mình đến cái ảnh chúng ta vừa mới tải về. Được chưa? Như vậy nó sẽ an toàn hơn, người ta truy cập được vào cái website của mình, tức là họ sẽ xem được cái ảnh của mình. Còn nó không phụ thuộc vào cái ảnh kia ở trên server của bọn kia nó có hay không. Được chưa nhỉ? Đấy, đây là cái đầu tiên là cái link ảnh vào này. Trước hết các bạn cứ nhét cái ảnh vào cùng thư mục với những cái file HTML của chúng ta đã. Sau này chúng ta tổ chức file sau. Được chưa? Sau này sẽ phải tổ chức thư mục chứ không thể để nó tùm lum này được. Tiếp theo này. Bây giờ chúng ta nhìn thấy cái ảnh này, nó khá là to. Được chưa? Bây giờ chúng ta muốn cho nó ảnh nó nhỏ lại còn bằng này thôi. Nhỏ này còn một nửa thôi. Chúng ta có thể thu nhỏ nó lại bằng cách là set cho nó cái width. Width ví dụ bằng 100 pixel thôi. Được chưa? Thay đổi nó còn lại 100 pixel thôi. Được chưa nhỉ? 1 pixel nó cũng hiển thị được. Hay thậm chí chúng ta cho nó bằng 1000 pixel. Được chưa? Nhưng mà nếu bây giờ 1000 chiều rộng nhưng mà chiều cao 2 của nó có 100 pixel rồi thì xem ảnh nó thành cái gì. Đây là gọi là hiện tượng này, gọi là hiện tượng ảnh bị méo. Được chưa? Bởi vì chúng ta cố ép cái chiều rộng và chiều cao của cái ảnh, cho nên là nó bắt buộc phải theo, nó bám theo, cho nên là nó sẽ bị méo ảnh. Nó không đúng tỷ lệ ảnh cũ, không đúng tỷ lệ ảnh gốc. Được chưa? Cho nên khi chúng ta làm việc với ảnh á, thì chúng ta chỉ cố gắng ép làm sao ép cái ảnh nó theo một chiều mà thôi, không bao giờ được ép theo hai chiều. Được chưa? Ví dụ tôi có thể ép theo chiều dài, chiều cao cũng được. Được chưa? Ảnh nó vẫn hiển thị đúng tỷ lệ. Hoặc là các bạn có thể ép theo chiều ngang, chiều cao hoặc là chiều rộng, một trong hai chiều tùy các bạn, chứ không bao giờ được ép theo cả hai chiều nhé. Nếu mà nó bị không đúng tỷ lệ ấy, thì nó sẽ xảy ra tình trạng là bị vỡ ảnh. Nếu mà ảnh của chúng ta là ảnh nhỏ ấy, mà chúng ta cố tình chúng ta zoom out, bung giò to ra, thì nó sẽ xảy ra tình trạng là bị vỡ ảnh. Có nghĩa là chúng ta chỉ nhìn thấy các cái điểm ảnh thôi, chứ không nhìn thấy cả cái ảnh, nó bị vỡ bung ra ngoài. Được chưa? Đấy là cái lưu ý khi chúng ta sử dụng các cái ảnh ở trong phần media này. Được chưa nhỉ? Rồi, xong một phần media. Chúng ta còn hai cái thẻ nữa về media. Đó là chúng ta có thẻ xử lý video và xử lý audio. Chúng ta có cái thẻ trong HTML, nó cung cấp cho chúng ta một cái thẻ để chúng ta chạy video luôn. Đó là thẻ video. Trong thẻ video này có một thẻ con và có vài cái thuộc tính. Ở trong này tạm thời tôi sẽ tiến hành bỏ hết cái thuộc tính này đi. Bỏ hết thuộc tính đi. Chúng ta có cái sượt này, tức là cái tài nguyên sẽ được dùng để chạy video, được chưa? Và nó cũng có cái src, nhìn thấy src là thấy quen không? Cứ cái nào là src, cái nào là href thì nó sẽ là đường dẫn. Được chưa? Cứ cái nào là src, cứ cái nào là href thì nó sẽ là đường dẫn. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành tải một cái video về, tôi vứt vào trong này. Ví dụ tôi sẽ có hôm nay nãy tôi có dạy lớp bên kia, tôi có dùng một cái video rồi đâu nhỉ, download này. Video đâu nhỉ? À đây rồi. B2. Rồi, tôi copy này. Tôi sẽ paste vào trong cái project của chúng ta. Là B2 này. Đó, 02 đúng không? Paste vào đây. Tôi paste luôn cả cái audio luôn. Được chưa?
thì chúng ta thấy xuất hiện hai cái file, một file mp3, một file mp4 ở đây. Đây tôi nhúng cái thẻ mp4 vào chúng ta xem nhé. src bằng k31b2.mp4 đúng không? Được chưa? Chúng ta coi output này. Không chạy. Thấy video, thấy ảnh nhưng mà không chạy. Đúng không? Bởi vì cái thẻ này nó chỉ nhúng thôi. Nó không có các thuộc tính để giúp chúng ta chạy video. Thì chúng ta phải, nếu mà để nó tự chạy ấy, thì chúng ta phải thêm cái thuộc tính là autoplay ở trong này. Được chưa? Nó tự động nó chạy video luôn. Xong chưa? Nhưng mà bây giờ tôi muốn cái video của tôi chạy xong rồi nó tự động nó chạy quay ngược lại sao? Replay. Làm gì có thuộc tính đấy? Chúng ta có thuộc tính là auto không phải auto loop, nếu tôi nhớ không nhầm thì là như này. Không được à? Chúng ta có thuộc tính loop thôi. Được chưa? Chúng ta không làm gì nó tự động nó chạy lại, có thuộc tính là loop nữa. Bây giờ là sao? Dừng video. Bấm vào đâu? Tốt kiểu gì? Không tắt được, nếu mà để là không tắt được nhá. Bây giờ chúng ta phải có thêm cái thuộc tính. Các bạn chỉ có nghe tiếng tí. Control. Thuộc tính control. Chúng ta xem. Nó xuất hiện trên cái thanh điều khiển đúng không? Thôi không chạy nữa. Tắt nó đi. Đúng không? Đó, đấy là các cái thuộc tính liên quan ở trong này. Tạm thời tôi tắt cái autoplay đi. Đau đầu. Được chưa? Thẻ video này thì có video và các thuộc tính của nó này. Thì chúng ta cần quan tâm đến ba thuộc tính chính: thuộc tính autoplay, thuộc tính loop và thuộc tính control. Control nó giúp chúng ta sinh ra cái thanh điều khiển. Cái thanh điều khiển này nó có thuộc tính là thứ nhất là power hoặc là play video, tua video, âm lượng và phóng đo thu nhỏ. Được chưa? Đó là cái control. Tiếp theo với audio thì tương tự. Chúng ta có thẻ audio. Có thẻ sườn. Tạo cái đường dẫn đến cái thẻ file audio chúng ta là gen.mp3 đúng không? gen.mp3. Được chưa? Audio đào đâu ra hình ảnh đấy? Không, không liên quan. Cái đấy không có hiển thị. Được chưa? Không hiển thị đâu. Muốn hiển thị thì phải upload cái ảnh lên. Cái ảnh đấy là thuộc tính của video, không hiển thị được. À, cái thuộc ảnh, thuộc tính đấy là của audio, chúng ta không hiển thị được. Được chưa? Nếu mà muốn hiển thị thì bê cái này vứt vào trong thẻ video. Thử coi. Tôi chưa thử cái này bao giờ. Không hiển thị được. Hả? Không phải là không có ảnh trong video, ở trong cái audio này nó có ảnh, nó có cái ảnh đại diện đây này. Các bạn nhìn thấy không? Nhưng mà chúng ta với cái thẻ, các thẻ nó HTML không cho phép chúng ta hiển thị ảnh. Đó. Cho nên là không thể hiển thị được. Web bình thường bao giờ các bạn học đến cơ sở dữ liệu các bạn sẽ hiểu. Nhưng mà phần này các bạn không hiển thị được. CS cũng không làm được. Bao giờ đến cơ sở dữ liệu cơ thì mới hiểu cơ chế người ta hiển thị ảnh hoặc các thứ các kiểu ra là như thế này. Được chưa? Đó. Thì nãy giờ chúng, đúng rồi. Nãy giờ chúng ta học qua ba cái thẻ về media, xử lý về media. Chúng ta có thẻ IMG để hiển thị dạng ảnh, thẻ video để hiển thị video, xử lý video, thẻ audio để hiển thị video, audio. Được chưa? Chỉ đơn giản vậy thôi. Và với audio và video chúng ta cũng có thể quy định được width 2 của nó như bình thường. Ví dụ video chúng ta muốn cho nó rộng hết màn hình được, hoặc là rộng khoảng 500 pixel, 1000 pixel, chúng ta có set width vào đấy cho nó được. Được chưa? Width là về chiều rộng, 2 là về chiều cao của cái video.
Được chưa? Đó là cái các cái thẻ về media. Thì tóm cái váy lại, ngày hôm nay chúng ta học về các cái thẻ. Thứ nhất là các thẻ về text. Các thẻ thứ hai là các thẻ về list. Các thẻ thứ ba là các thẻ về media. Đây là ba loại thẻ rồi. À còn thẻ loại thẻ thứ tư là loại thẻ về hyperlink, là thẻ A ở trên này rồi. Được chưa? Chúng ta đang học 4 loại. Còn 3 loại nữa, đó là loại thẻ về vùng trọ, loại thẻ về bảng và loại thẻ về form. Là nốt buổi sau là chúng ta sẽ học đến phần đấy, sau đó chúng ta sẽ được thực hành và làm bài quiz nhỏ nhỏ để chúng ta kiểm tra lại kiến thức của mình. Được chưa? Thì bài tập về nhà ngày hôm nay lớp trưởng ghi vào này. Bài tập về nhà ngày hôm nay là về tìm hiểu trước cho tôi về các ba cái loại thẻ còn lại: table, form và vùng trọ area. Deadline vào 23:59 ngày mai. Ngày nào cũng như ngày nào, nhớ phải có report nha. Nếu mà cảm thấy mình không thức được để report thì assign cho một đứa nào đấy để nó viết report hộ mình. Được chưa? Có bạn nào thắc mắc gì không? Audio gì? Đấy. Thẻ audio này nó cũng có các thuộc tính như thẻ video. Được chưa? Có cái thẻ SR, thẻ sược này nó có SRC bằng tên file. Từ từ bình tĩnh. Rồi cứ bắn câu hỏi đi. Loop. Cũng giống như ở trên luôn. Thế bỏ auto loop này đi cũng được. Được chưa? Rồi. Đây hả? Không. Cái này nó tự sinh ra của HTML5 mà. Tôi còn chả nhớ, chả biết nó là cái gì. Hả? HTML5 tab. Nó ra nguyên một khung của HTML luôn. Nó ra như này này. Nó ra như này này. Được chưa? Chưa, chúng ta chưa học về HTML5 mấy nữa, tôi sẽ giải thích cho chúng ta về HTML5 là cái gì. CS3 là cái gì? Có ra không? Không ra. Thế vậy thì phải cài thêm plugin. Ok, để mai. Hoặc cài thêm packkit, gọi là cài thêm packkit thì đúng hơn. Còn ai thắc mắc gì không? Packkit. Học trong ngành này